Tôi làm mà. À, đây mô hình gà. Cái này là một mấy con mái đây? Hai. Một con trống là 7 con mái. À, cái này là ô tạm đúng không? Cái này là chưa có hoàn thiện. Cái sau này hoàn thiện là nó sẽ đóng những cái chuồng giống kia và nó sẽ đóng kín hơn. Cái này là gì? Mô hình nuôi gà ấp. Nuôi gà để trứng ấp gà ta nữa nha. À, bây giờ trứng nó đẻ kìa, này nè các bạn thấy trứng nè, trứng đẻ đây ha, chưa làm ổ nè. Chưa có đàn, chưa có ổ. Cái này là giống giống gà, là giống gà ta, gà mình đây luôn ha. Gà đây thì nuôi ra ăn nó thịt nó vàng nó chắc. À, 2 2 4 6 7 7 mái một trống và đúng vậy hả? Một con gà là bữa nay bán nhiêu, mua nhiêu? Một con gà mái trung bình bữa nay chắc cũng gà nhíu gà ta thì 120 ngàn một ký á. Gà giống á. 120 ngàn ký vậy, mà con nó phải 250, 300 ngàn à? Không, con gà ta là không bao giờ nó cao giá được hết á, quên nó cao ký được hết á. Ừ. Nó không phải như bằng như gà tâm hoàng, thịt nó xanh chắc cho nên nó cũng có tầm độ con ký mái thôi. Ừ. Ký 8 và ký 7 thôi. Là cao, gà cồ, gà tống thì có trùng cùng lắm là 2 ký, 2 ký mái thôi. Nó không có to gà được, nếu to gà là gà lưu phượng, gà tâm hoàng rồi. Ừ. To cũng được. Thế vậy thì đây 6 con cho nó 200 ha. 200, trung bình 200 ngàn một con gà mái. Trung bình 200 ngàn một con thì đây hết 6 con triệu 2. 7 con là triệu 4, triệu 4 cho gà trống nữa là cho nó khoảng triệu rưỡi, triệu 6 đây. Ừ. Khoảng triệu 6. Thì cái này nuôi trong vòng mấy tháng nữa để? Vừa đẻ rồi. Tức là mình mua gà mái lớn vậy luôn, không à. Đó là mình tính gà lớn. Rồi bây giờ nó đẻ, nếu mà vậy một ngày nó đẻ được không nhiêu nhiêu trứng? Thì trung bình cứ một tháng là mình có thể là ấp ra được 10 con con. 10 con con giá bữa nay mà giá người ta 16 ngàn một con. 16 ngàn con là mới có 160 hả? Ờ, 160. Trung bình một con mái nó trong vòng một tháng nó cho mình 160 ngàn. Nếu vậy thì chi phí cho 160 là 7 4 hết 1 triệu hết 1 triệu 4. Nếu vậy thì trong vòng hai lứa đầu đã lấy lại vốn rồi. À. Nếu vòng trong vòng để 2 tháng. 2 tháng là lấy 2 tháng là lấy lại vốn, còn những phần sau là phần chi phí thức ăn với lời. Ừ. Vậy thì mà với điều kiện là mình phải có máy móc nha, có máy đàng hoàng, máy cấp đồ. À, tức là mình chưa, cái đó mình chưa tính tới cái phần máy, mình chỉ tính cái phần là giá gà ha. Giá gà với lại là giá gà đó mình tính cái máy ấp là mình tự đóng rồi mình làm ra. À. Chứ còn gà mà đỡ cho nó ấp thì trong vòng một tháng không tới, đúng không? Tại vì nó tỷ lệ nó hư, nó hao hụt rất là nhiều. À. Còn nếu mà mình làm mà mình trong vòng một tháng là trung bình nó cho mình 10 con là đã mình nó chỉ có việc đẻ thôi, mình lấy trứng vô mình ấp. Đó, à. Giao cho người ta. Là bán đây bữa nay gà con là 16 ngàn một con. Ừ. Là bao nhiêu ngày tuổi? Là khoảng 3 ngày tuổi. 3 ngày tuổi hả? À, áp ra xong là hình cứ 16 ngàn con ra. Tức là bán ở địa phương luôn hả? Hay là bán địa phương có bao nhiêu thì ở đây người ta đặt. Chưa có ra gà mà người ta đặt hết rồi. Mua hàng nhiều hả? Mua hàng nhiều lắm. Ví dụ ra gà là người ta đặt lên mạng là ta đặt nhiều lắm. À. Tại gà ta nó hiếm lắm, không có như gà. Tại gà cái giống gà ta ăn nó ngon hơn, nó dai, nó thơm thịt. Ừ. Chứ còn ví dụ như một số cái chợ nó gà ta thực ra gà lai hết nên thịt nó rất gà rất là bự nhưng mà thịt nó bở. Ừ. Ăn lại không ngon. Gà ta mình thì nó thơm thịt. Ừ. Cái này là gà ta chính hiệu là ở đây nè, cái này là giống toàn gà ở đây hết chứ không, tức là bây giờ tạm sau này là mình làm hết một ô vậy là 7 con. 7 con mái 1 con trống. Đó là gà nha, chứ con người là 7 con mái 1 trống là chết. Trời ơi, sợn luôn. Chuẩn bị làm ha. Ừ. Là con giờ chuẩn bị là lên là bắt đầu cứ cắt cho cứ 1 con trống là 7 con mái 1 trống 7 con mái. À.
Ủa đây là cái gà con này mình ấp ra mình nuôi luôn đó, ha anh? Chưa ấp đâu, mới bắt đầu tách mị ra, cầm máu rồi lên à. À cái này là mới bắt đầu gầy nè ha. Đây là con mới bắt đầu gầy. Cái này được mấy tháng rồi ta? Nó đổ hồi đó mị nó để ấp cho nên chưa có biết được. Cái con sáu mấy à? Tháng. Còn đây là còn mấy con dưới đây là con thả hả? Thả, đó rồng nó đi đó. Các bạn nhìn thấy gà ta, cái chân nó vàng mà thịt nó chắc. Nhìn con gà nó son, nó thon hơn. Nó không to gà đâu, gà ta không được to gà. Khoảng 1 tháng sau là bảo đảm. Lại ha? Dạ, tôi mua này cho 1 triệu. Hi, chào tất cả các bạn ha. Mình hiện tại bây giờ đang ở cạnh chuồng gà, nhưng mà đây là cái mô hình nuôi gà ta tại chính gốc ở đây mà nuôi gà ta đẻ trứng và ấp. Thì đây là một trong những cái ý tưởng mà mình thấy nó cũng rất là hay cho với những cái hộ, những cái gia đình mà cảm thấy mà cái kinh tế đầu tư không được nhiều. Thì đây là cái cơ sở cũng đang chuẩn bị hoàn thiện, thì mình nghĩ là nếu mà đợt sau mình quay lại thì mình sẽ thấy những cơ sở nó hoành tráng hơn ha. Giống như những cái video về bò, thì sau một thời gian mình quay lại, mình quay tiếp cái video về bò thì đã được làm chuồng làm đồ hết ha. Thì hy vọng đây là một mô hình cũng thành công như cái mô hình bò.